Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn đức, tôn chào tất cả nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình Thắng Pháp về sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Tiếp theo, và từ trước khi mà chúng ta học về khía cạnh thứ ba, tức là 14 chức năng của tâm, chúng ta chỉ mới vừa học cái phần sự Upatissanthi là tái tục. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái chức năng thứ hai, tức là tiềm thức, hay gọi là hữu phần. Và ngài tịnh sự thì ngài gọi là hữu kiếp pháp quan giác. Và chúng tôi thấy ở trong bài học, hình như là hôm nay chúng ta học luôn cả về cái chức năng thứ ba, tức là cái phần tử hay là mệnh chung. Bởi vì cái phần ba phần tục sinh, hữu kiếp và tử, ba cái chức năng này nó chỉ ở trong ba cái giai đoạn của kiếp sống thôi. Chứ còn về chi pháp thì tâm giống nhau. Bây giờ thì xin mời cô Lan Dầu Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó cùng tỉnh tọa giá trắng giảng giải cho bài học ngày hôm nay, năm bốn cái thai nha. Thầy giáo sư Thứ Lần Thầy, chúng mình kính tri ân Thượng tọa Tỳ Siêu. Và bây giờ thì con xin được đọc bài học. Bài học hôm nay, Thắng Pháp và sự việc của sáu khía cạnh quan trọng với tâm thức. Tiếp theo, phần thứ ba, chức năng kích trác. Chữ kích trác có nghĩa là chức năng, phần hành hay phần sự. Đây là những vai trò của tâm thức. Hiểu được những chức năng này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động của tâm và những ảnh hưởng liên hệ. Chính những vai trò này phân định rõ ràng vị thế của các loại tâm trong diễn trình tâm thức. Đa số người học Thắng Pháp không tìm hiểu rõ ràng những vai trò của tâm thức, đặc biệt là vai trò của tiềm thức, tức là phá quan gắt. Nên trong giáo trình này sẽ nhấn mạnh một số điểm cần lưu tâm. Tất cả tâm đều có chức năng. Có tất cả là 14 chức năng của tâm thức. 1. Kiết sanh, bất tiết sanh thi. 2. Tiềm thức, phá quan gắt. 3. Khai môn, quách chân. 4. Thấy, dasana. 5. Nghe, sawana. 6. Ngửi, gha jana. 7. Nếm, sa jana. 8. Xúc chạm, phusana. 9. Tiếp nhận, sambatichana. 10. Kiểm tra, santirana. 11. Xác định, Vatthapana. 12. Xử lý, Chavana. 13. Dư hưởng, Tadalambana. 14. Mệnh chung, Kuti. Trong phần đầu sẽ nói về ba chức năng kiết sanh, tiềm thức và mệnh chung, vì cả ba có liên hệ mật thiết với nhau. Mặc dù trong bản liệt kê thì mệnh chung đặt ở cuối cùng. Cũng nên lưu ý là phần này nói về chức năng của tâm, nên đúng ra không nên dùng chữ tâm hay thức, mà chỉ nên nói về phần hành. Tuy nhiên, đôi khi dùng chữ thức như kiết sanh thức hay tiềm thức để dễ nói. Kiết sanh thức, patisanthi, kết nối giữa kiếp sống này và kiếp sống khác. Chữ kiết sanh dịch theo nguyên nghĩa chữ patisanthi
mang ý nghĩa kết nối giữa hai đời. Ngài Tịnh Sự dịch là tục sanh, có nghĩa là tâm kế tục dòng sanh tử. Kiếp sanh thức do nghiệp lực chiêu cảm, nên rất nhanh chóng, không có trường hợp đi tìm chỗ thọ sanh. Thắng Pháp nói riêng và Tam Tạng Bali nói chung, không nói về một trạng thái trung ấm hay trung hủ, Matipana, giữa hai kiếp sống. Có 19 tâm làm việc kiết sanh là hai tâm kiểm tra, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 5 tâm sắc giới và 4 tâm quả vô sắc. Tâm kiết sanh chỉ có một sát na, nhưng có ảnh hưởng toàn bộ kiếp sống. Tiếp sau đó, những tâm tiềm thức và tâm mệnh chung cùng một loại với phần hình, cùng một loại tâm với phần hình khác biệt. Tâm kiết sanh quyết định chủng loại, căn tánh và đời sống vui khổ do nghiệp quá khứ chi phối. Chúng sanh khỏi vô tưởng, không tục sanh bằng kiếp sanh thức. Tiềm thức. Thôi anh nữa, là tâm tiềm tàng của đời sống khi không có hoạt thức sanh khởi. Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp, nghĩa là gìn giữ đời sống do năng lực của nghiệp, trì nghiệp. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tâm hữu phần, lấy theo nguyên ngữ Thái Quá và Anh Cát, có nghĩa là thành tố của sanh hữu. Tiềm thức cùng một loại tâm với kiết sanh thức. Nói cách khác, kiết sanh thức bằng loại tâm nào thì tiềm thức bằng loại tâm đó. Lúc ngủ thật sâu không chiêm bao là lúc tiềm thức hiện hữu liên tục. Trong đời sống hàng ngày thì sự chen lẫn giữa tiềm thức và hoạt thức rất khó phân biệt vì sự vi tế. Trong trường hợp tiềm thức là các tâm quả hữu nhân thì trạng thái giống như các tâm thiện nhưng cảnh muội lược hơn. Tiềm thức có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Tiềm thức thọ hỷ thì bản tính vui vẻ, thọ xả thì bản tính điềm đạm. Tiềm thức ly trí thì không có bén nhạy trong thẩm định và không có khả năng chứng thiện đắc đạo. Tiềm thức là tâm quả vô trợ thì nhậm lẹ, hữu trợ thì chậm lục. Có thứ tiềm thức trung giới làm việc như trái độn, Ngài Tịnh Sự gọi là hộ kiếp khách, thì khác loại tâm. Phật giáo Bắc truyền không đề cập đến diễn trình tâm nên không nói về pháp văn giác, nhưng nói về tàng thức hay a lại gia thức với nhiều điểm tương đồng thú vị. Ở đây chỉ nói ngắn gọn là các tâm tiềm thức hữu nhân. Các tâm tiềm thức hữu nhân tuy là một phiên bản của tâm thiện trong quá khứ, có lưu lại một số dấu ấn của quá khứ, nhưng không là tất cả như tàng thức trong duy thức hay a thì làm câu xá. Mệnh chung kuti hay tâm tử là tâm sau cùng của kiếp sống, nhưng không phải đơn thuần xuất hiện sau cùng nên không làm gì cả. Mặc dù đúng là loại tâm giống như tiềm thức và cũng chiêu cảm nghiệp lực. Nên hiểu là theo kinh điển, có ba hiện tượng chết, như cây đèn tắt vì tiêm lụng được ví cho cái chết tự nhiên theo chủng loại. Loại chúng sanh đó chỉ có thể sống lâu nhất chừng đó. Đèn tắt vì hết dầu, ví dụ cho chúng sanh chết vì hết phước hoặc hết ảnh hưởng của ác nghiệp. Đèn tắt vì gió thổi, ví dụ cho một thứ đoạn nghiệp mạnh cắt ngang mạng. Cần hiểu ba thí dụ trên để thấy rằng tâm tử hay tâm mệnh chung không đơn giản chỉ là thứ tiềm thức sau cùng. Cũng nên hiểu rằng theo nghiệp báo thì không có cái chết gọi là chết quan và cũng không được quyết định bởi Chúa. Nói một cách tổng quát thì ba kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức đều là sự chiêu cảm rõ nét của nghiệp lực. Và tiếp theo đến đây thì tạm chấm dứt được phần còn tiếp theo. Và chúng con cũng thỉnh thượng tọa chắc đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư nhé. Nam mô Bổn Sư. Kính thưa lễ thượng tọa thượng sư, kính thưa lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử.
Thưa quý vị, chúng ta đang học một bài liên quan đến sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức. Thì thường ở trong các giáo trình thì chúng tôi tránh cái trường hợp là trình bày có tư cách là đầu voi đuôi chuột, nó không có cân phân với nhau. Nhưng mà có những bài học thì tương đối rất là khó để làm như vậy, là bởi vì mặc dù rất là cố gắng, nhưng mà rồi có những phần nhỏ đó mà chúng ta phải dành thời giờ nói nhiều, giảng rộng là những phần khác. Riêng về bài 14 chức năng của tâm thì nó sẽ dài hơn những cái phần khác trong sáu khía cạnh của tâm, quan trọng của tâm thức. Và trong 14 chức năng này thì có một vài chức năng đó mà chúng tôi bắt buộc phải dành rất là nhiều thời giờ. Thí dụ như là phần hồn kiếp ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành trọn cả một cái bài học để nói về hồn kiếp. Như chúng tôi nói quý vị rằng, khi mà chúng tôi còn nhỏ học Thắng Pháp, ngay cả thời gian ở chung với Ngài Tịnh Sự hay là Sư Trưởng, thì chúng tôi học về hồn kiếp nó rất là rời rạc. Và khi học chỗ này thì được đề cập đến một số khía cạnh chỗ khác. Khía cạnh là chúng tôi phải ráp những cái mảnh lại với nhau, rồi từ từ mình mới hiểu rằng thật sự cái đó là nói gì. Thật ra cái gọi là tiềm thức hay là hồn kiếp hôm nay đó, thì chúng tôi muốn dành trọn một buổi học để nói về điểm này. Nó hơi khó hiểu một chút và cũng hơi dài dòng, nhưng mà quý Phật tử nên để ý, nếu mà chúng ta không có những cái khái niệm căn bản này đó, thì về sau này chúng ta học chúng ta hơi ngơ ngỡ. Thì thưa quý vị, trước nhất là ở trong trạng Thắng Pháp có nói đến một cái một cái trường hợp mà không tìm thấy ở bất cứ một cái bộ phận kinh điển nào khác của Phật học, và cũng không tìm thấy ở bất cứ một cái tôn giáo, triết học hay là cái quan niệm tư tưởng nào. Điều này nó có tính cách hơi xa lạ, đó là gọi là tâm quả. Tâm quả, tâm quả là một thứ tâm thức được tạo ra bởi tâm thiện hay là tâm đạo. Tâm tạo ra tâm, tâm là quả của tâm. Đây là cái khái niệm mà chúng ta nên biết. Thông thường chúng ta quan niệm nhân quả đó, là chúng ta quan niệm là mình chửi người ta một câu, khiến người ta nổi giận, người ta chửi lại mình, thì cái đó là nhân quả. Hay là một người sát sanh thì đời sau bị người khác giết hại trở lại. Mình đánh đập người khác thì đời sau mình sanh ra mình bị tật nguyền, bị ốm yếu, đau bệnh, vân vân. Thì cái đó chúng ta gọi là nhân quả. Thì cái nhân quả trong chúng ta nhìn thấy rất là đại lược, một cái bối cảnh, cái trường hợp nào đó mà nó tạo thành một quá trình, một người giết người rồi bây giờ sau đó bị kết án chung thân vào nằm trong nhà tù trọn đời, cái đó là nhân quả. Nhưng mà trong Phật học thì, và trong Thắng Pháp Abhidhamma thì lại nói đến nhân quả, nó có một cái hình thức biểu thị là tâm tạo ra tâm, tâm thiện tạo ra tâm quả. Và có thể là tâm quả vô nhân, hay là tâm quả dục giới tịnh thảo, hay là tâm quả sắc giới, hay là tâm quả vô sắc giới. Chỉ có trường hợp là tâm quả siêu thế đó thì chúng ta không nói đến. Tâm quả siêu thế chúng ta nói trong dịp khác. Ở đây chúng ta nói những trường hợp tâm quả vô sắc, tâm quả sắc giới, tâm quả dục giới. Thì quý vị học Thắng Pháp thì quý vị nên nhớ một điều, đó là đây là trường hợp rất là đặc biệt. Khi mà mình nói tâm tạo ra tâm, tức chúng ta nói tới tâm quả.
Thì cái tâm quả này đó, nó đóng nhiều vai trò. Vai trò là kiết sanh thức, tiềm thức hay là trữ thức. Và có khi nó làm cái vai trò của cái tâm dư hưởng chẳng hạn. Mà chúng tôi không có đào sâu, chúng tôi chỉ nói ba cái khía cạnh là kiết sanh thức, tiềm thức và trữ thức. Thì thưa quý vị, cái khó hiểu của những cái tâm quả này đó là có những trường hợp nó đóng cái vai trò hoàn toàn khác với cái tâm thiện. Thí dụ như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Một người làm một chuyện phước, do vậy đời sau họ sanh lên thì do cái sự chiêu cảm của nghiệp nên cái thế giới mà họ sống đó nó có những cái rất là khả ái khả ý, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc giác, thú xúc lạc đó. Thì cái thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của họ đều bắt được những cảnh tốt. Cái đó nó là một sự chiêu cảm của nghiệp lực mà trên phương diện ngoại giới. Và một người ngược lại làm việc xấu á, thì cái sự chiêu cảm của nghiệp lực nó tạo ra thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của người cảnh xấu. Thì cái này chúng tôi tương đối rất là dễ hiểu. Dạ, tương đối rất là dễ hiểu đối với phần đông. Nhất là vì học theo kinh Tạng mà nói về lý nhân quả. Và do vậy khi người khi chúng ta nói đến 15 tâm quả vô nhân, tức là ngũ sống thức, rồi tiếp thu, rồi kiểm tra ra, thì chúng ta đó là tiếp nhận kiểm tra ra là những cái tâm mà chúng ta không cần phải bàn nhiều ở tại đây. Tuy vậy có một cái trạng thái tâm quả mà rất là khó hiểu đối với nhiều người, đó là tâm quả dục giới tịnh hảo hay là tám tâm đại quả, năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc. Thì những tâm này đó căn bản nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Tâm này nó là phiên bản của tâm thiện. Thí dụ là cái tâm thiện á, là thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì nó sẽ sản sinh, nó tạo nên cái tâm quả hợp trí vô trợ. Cái tâm quả thọ xả thì nó sẽ sanh tâm thọ xả, mà ly trí thì sẽ tâm vô trí, và hữu trợ thì nó sẽ thành ra tâm hữu trợ. Mặc dù có một vài vị giảng sư cũng nói rằng một cái tâm mà tốt nhất là thọ hỷ, hợp trí, vô trợ đó, nó cũng có thể sản sinh ra những cái tâm thấp hơn. Ví dụ như là tâm hợp trí nó có thể sản sinh ra tâm quả hợp trí, tâm quả hợp trí, hợp trí nó cũng sản sinh ra tâm ly trí được. Cái chuyện này chúng tôi sẽ bàn với đoạn tuổi siêu sau, nhưng mà chúng tôi không thấy trong sớ giải nói về điểm đó, thường là nói một cách tương đồng. Nó là một cái phiên bản. Bây giờ đó thì ở trong Thắng Pháp dạy rằng chính những cái tâm quả này đó nó làm những cái việc gọi là chiêu cảm cái nghiệp lực để khởi đầu một kiếp sống, chúng ta gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp tức là ví dụ một người làm việc thiện, nhờ vậy họ sanh ra bằng cái tâm thiện, và khi họ làm việc thiện đó bằng cái tâm tam nhân, tức là có trí tuệ, vô tham, vô sân, vô si, là có trí tuệ đó, thì họ sẽ sanh ra bằng cái tâm quả y hệt như vậy, và với ba cái
tố chất vô tham vô sân vô si. Thì người này đó, thì thưa quý vị, do cái ba cái tố chất này đó nên họ có một cái gọi là tiềm chất. Cái tiềm chất này đó, là tiềm chất về trí tuệ, cái tiềm chất về cái sự vui vẻ, hay là họ làm một trong vô trợ thì họ là nhanh lẹ. Thì cái tiềm chất này, nó chúng ta gọi là cái chữ tiềm chất, chữ tiềm ở đây đó, thưa quý vị, nó không có nổi trội cho chúng ta thấy ở bên ngoài, mà nó lại tiềm tàng ở trong con người chúng ta. Chúng ta tạm gọi là tiềm chất, hay là tư chất, hay là cái bản chất. Cái nhiều người đó có cái tư chất thông minh. Cho dù là không đi học. Ví dụ như ngày xưa, chúng ta nghe nói là có những người phụ nữ mặc dù không được cha mẹ dạy chữ nghĩa nhiều, nhưng mà làm thơ rất hay, hay là ứng đối rất là tài tình, có cái tiềm chất rất là thông minh. Thì cái tiềm chất này, thông minh vốn sẵn tính trời, thông minh vốn sẵn tính trời, chúng ta nói người có cái tư chất, có tiềm chất. Thì theo trong Phật học và theo trong Thánh Pháp đó, thì cái tiềm chất và cái tư chất như vậy đó, nó đều nằm ở trong cái mà chúng ta gọi là tâm quả, hay là nó làm việc cái tâm gọi là tiềm thức. Chúng ta nhớ một cái nguyên lý, đó là kiết sanh bằng tâm nào, kiết sanh thức tâm nào, thì tiềm thức bằng tâm đó, tiềm thức bằng tâm nào thì tự thức bằng tâm đó. Cái nguyên lý đó là luôn luôn có là ở trong Thánh Pháp. Như vậy thì cái tâm quả đó, nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Trong trường hợp tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới. Thí dụ như tâm thiện sắc giới là tâm thiện sơ thiền, thì sẽ là tâm quả của tâm quả sơ thiền. Thì cái tâm quả đó, nó có đủ năm cái trạng thái, năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, giống như là tâm thiện. Đó là một phiên bản. Nhưng mà nó thuộc về quả. Thật ra nó là quả, nó không tạo ra được cái khác. Thì tất cả những tâm quả đó, nó là một phiên bản. Thì cái khó hiểu trong Thắng Pháp mà chúng ta cần phải dùng một chút tưởng tượng đó, đó là những cái tâm này đó, nó có cùng trạng thái và nó cũng cùng cảnh, nhưng cái cảnh này đó nó lại mơ hồ hơn, nó nhẹ. Ở đây chúng ta rất là khó nói, tuy rằng nó là một phiên bản và tâm nào cũng biết cảnh hết, nhưng mà cái phiên bản này đó nó giống như là mình làm photocopy á. Quý vị nào mà làm photocopy, quý vị cộp rồi có một cái original, cái nguyên bản, rồi sau đó có những cái copy, tức là những cái phiên bản. Thì cái phiên bản á, nó giống như cái nguyên bản, nó giống original, nhưng mà nó không phải là original. Và nó mất đi một số cái nó mất đi một số cái nét sắc, cái tinh tế. Nếu mà quý vị ở nhà có cái máy photocopy á, chúng tôi không có khuyến khích quý vị làm bên này, tại có nhiều nơi họ nói là phi pháp, là bất hợp pháp, có thể bị tù nữa. Đó là mình lấy cái đồng tiền như tiền Mỹ chẳng hạn, $10, $20, mình bỏ trong máy copy, mình chạy copy qua đó, thì thưa quý vị, nó ra một cái phiên bản, và cái phiên bản này giống thì đúng là nó giống đó, nhưng mà có những cái nét ở trên cái nguyên bản mà nó không có lộ ra được. Tại sao vậy? Nó là phiên bản. Thì chúng ta nói nó giống nghĩa là sao? Nghĩa là cái hình như vậy, cái dạng gì nhìn đó là biết đồng $20. Nhưng mà nó giống, nhưng mà nó không phải hoàn toàn. Ở đây là một thí dụ, về tâm quả, tâm quả và cái tâm thiện. Tâm quả là một cái phiên bản của tâm thiện. Thì chúng ta cần có một chút ghi nhận về cái cảnh của tâm quả. Ví dụ như một người đến cội Bồ Đề, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, quỳ xuống đảnh lễ bằng cái tâm rất thiện, cái tâm rất là hoan hỷ, thì cái tâm thiện và tâm hoan hỷ đó nó tạo nên cái tâm quả dẫn người đó đi tái sanh về cõi trời cõi người.
thì cái tâm quả dẫn đi tái sanh đó, cái cảnh của tâm quả đó là nó chỉ đơn thuần, nó rất là mùi lược, nó không phải rõ nét đó là cội bồ đề, đó là gì. Như là hàng ngày chúng ta đang sống tại đây, thưa quý vị, khi chúng ta ngủ hay là thỉnh thoảng có những cái tiềm thức nó hoạt động, không phải thỉnh thoảng mà thường xuyên hoạt động trong đời sống, chúng ta không nhận ra thì cái cảnh của tâm quả đó, hay cảnh của tiềm thức đó, nó rất là mờ nhạt. Và do nó mờ nhạt á, nên nó không có rõ nét, nó giữ được cái trạng thái giống như tâm thiện và trạng thái hân hoan, trạng thái sáng suốt, trạng thái nhầm lẹ, nhưng mà cái cảnh đó thì nó không có rõ ràng. Thì về điểm này đó, chúng tôi phải thưa là trong duy thức và trong câu xá của Phật giáo Bắc truyền đó, thì khi nói về A Lại gia thức đó, thì các vị giảng tốt hơn là các vị giảng sư thắng pháp mà nói về cảnh của Pháp Quan Giá. Ở đây thì chúng tôi không muốn làm cho quý vị bị chi phối, nhưng mà Phật trong thắng pháp Abhidhamma thì không đề cập đến A Lại gia thức và đề cập tâm quả, nhưng mà có những sự khác biệt lớn giữa cái A Lại gia thức và cái tiềm thức ở trong giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Ở đây chúng tôi không muốn đào quá sâu về chuyện đó, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng nói về cái cảnh của A Lại gia thức đó, thì được mô tả tốt hơn. Và nhiều cái vị giảng sư của Abhidhamma thì giảng về cái tâm hộ kiếp hay giảng về tiềm thức đó, giảng qua loa, giảng cho có giảng, chứ các vị không có đầu sâu vào. Dạ. Chúng tôi nhắc quý vị rằng chúng ta phải hiểu rằng cái cảnh này đó, cái cảnh của Pháp Quan Giá là một cái cảnh tương đối rất là nhạt nhòa, rất là mờ nhạt, bởi vì nó gọi là tiềm thức. Dạ. Bởi vì nó là tiềm thức. Cái tiềm thức này nó khiến cho chúng ta giữ lại được một số cái trạng thái, nhưng mà cái trạng thái này nó không có nổi trội. Dạ. Bởi vì chứ tôi đặc biệt muốn dùng một chữ tìm. Chữ tìm tức là ngủ ngầm, tàn ẩn. Và cái sự tiềm tàng này đó, nó có ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Dạ, ví dụ như một cái người mà cái tâm tiềm thức là một tâm vô trợ đó, thì người đó phản ứng cái gì cũng chậm lẹ, cũng nhanh lẹ. Còn cái người tiềm thức bằng tâm hữu trợ đó, thì tương đối là phản ứng cái gì cũng chậm lụt. Thì cái này chúng ta không có, chúng ta không thấy rõ, nhưng mà nó là tiềm chất, nó là tư chất. Chúng tôi có sống gần một vị sư á, vị sư này chậm lắm thưa quý vị. Dạ, vị sư này chậm lắm, chậm đến nỗi mà trong cái ăn chậm, nói chậm, phản ứng chậm, cái gì cũng chậm và cũng phải chịu thôi. Dạ, nhưng mà chúng tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng mà chậm thiệt. Dạ, ví dụ như cái chuyện đó mình kể ra thì mình đã cười rồi, vì đó khoảng một ngày hai ngày sau mới cười, hay là mình gọi một cú điện thoại vì đã thấy rồi cũng cả 3-4 giờ hồ sau mới trả lời. Thì cái này là cái tương đối rất là khó hiểu. Cái đó chúng ta gọi là tiềm chất hay là tư chất. Dạ. Cái gì mà rất là tàn ẩn nhưng là ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Thì cái tâm tâm quả mà làm việc tiềm thức đó, thì nó lại mang một cái khía cạnh khác. Dạ. Càng một khía cạnh khác, mà cái khía cạnh này trong nói theo cái ngôn ngữ của duy thức đó, gọi là hằng mà chuyển. Dạ. Hằng mà chuyển, chuyển tức là nó có sanh diệt trong sự sát đa, nhưng mà hằng đó, có nghĩa là nó giữ hoài một trạng thái. Do nó giữ hoài một trạng thái thành ra mình khó nhận đó. Dạ. Yeah. Khó nhận đó. Rồi sư trưởng có cái thí dụ về cái chuyện mà hằng này đó. Sư trưởng nói rằng thí dụ như quý vị không có đi biến điện, mà lâu lâu đi biến điện một thì có vị sư này là nào ra đón chào quý vị đó, rồi sau đó quý vị khó nhớ lắm và khó nhận ra vị sư đó. Tại vì chư tăng bên biến điện thì mặc y chỉ có một màu thôi, vị nào cũng cạo tóc mặc y giống nhau, thành ra chùa lại đông nữa, do đó chúng ta không có nhận ra là quá nhiều. Thì do cái giống đó, do giống nhau như vậy và do đó mình rất là khó nhận. Thì cái tiềm thức đó, nó có cái đặc tính là nó chỉ có một loại tâm thôi, một thứ tâm. Và cái thứ tâm này đó
nó cứ sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Nó vừa muội lược rồi, cảnh cũng không rõ, cảnh cũng muội lược rồi, mà cái trạng thái lại giống nhau trong một chứng định. Do vậy, chúng ta ngay cả cái giờ phút tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất, chúng ta cũng không có ghi nhận được những cái tâm gọi là tiềm thức. Dạ, chúng ta rất là khó biết. Như là mình chìm vào giấc ngủ, khi nào chúng ta ngủ thật sâu, ngủ không có chiêm bao, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng lúc có tiềm thức sanh khởi mà chúng ta thức dậy hoàn toàn, chúng ta không có hồi ức, không có nhớ, không biết cái gì hết. Và do vậy trong cái giáo trình này đó, chúng tôi xài hai cái từ ngữ mà các vị giáo thọ, các vị giảng về thắng pháp trước kia không có xài đến. Chúng tôi đã chỉ riêng trong giáo trình này thôi. Đó là tâm tiềm thức và hoạt thức. Dạ. Tiềm thức là cái trạng thái tiềm tàng, còn hoạt thức là một cái tâm mới, nó xen vào, nó làm cho gián đoạn cái tiềm thức. Về cái chữ này thì trước kia ngài Tịnh Sự xài ít, nhưng mà sư trưởng thì xài nhiều, xài cái chữ là tâm chủ quan và tâm khách quan. Dạ. Thì cái chữ chủ quan và khách quan trong tiếng Việt đó, thưa quý vị, nó không có cái nghĩa như vậy. Dạ. Chủ quan, khách quan đó ở trong tiếng Việt đó thì nó mang ý nghĩa, nó mang nhiều ý nghĩa lắm, và chúng tôi rất là sợ cái chữ này bây giờ. Bây giờ ví dụ mình nói yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan, hay là cái nhìn chủ quan, cái nhìn khách quan, vân vân, nó không có chúng tôi rất là kỳ cái chữ chủ quan, khách quan, nó thẳng như vậy. Và sư trưởng thì muốn nói rằng về cái tâm tiềm thức á, là một cái tâm nó mang tính cách là cố định nội tại, nó luôn luôn như vậy, và những cái tâm nó hiện khởi do cảnh mới hiện vào, là sư trưởng dùng cái chữ tâm khách quan. Nhưng mà chúng tôi không đồng ý về cách dùng này. Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi không có kính trọng sư trưởng, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái chữ chủ quan, khách quan nó rất là dễ hiểu lầm. Do đó chúng tôi dùng cái chữ là tiềm thức và hoạt thức. Và tiềm thức là một cái gì tiềm tàng liên tục, và hoạt thức á, tức là một cái tâm mới sanh khởi, như là nhãn thức, nhĩ thức, hay là những cái tâm động lực, vân vân. Thì cái hoạt thức này á, nó có tức là năng động, nó không phải là một cái nếp cũ hoài, đó là hoạt thức. Bởi vậy là hoạt thức. Thì có nhiều vị mà mới học thắng pháp ở đây thì quý vị nghe cũng hơi lạ, là tại vì danh từ tiềm thức và hoạt thức nó không có được xài ở trong các lớp vi diệu pháp trước kia. Dạ, các vị giảng sư rất ít khi vị nào nói đến tiềm thức hoạt thức, nhưng mà riêng đối với chúng tôi trong cái bài học, trong giáo trình này thì chúng tôi đặc biệt xài là cái tâm tiềm thức chỉ cho phá quan gác và hữu phần hay là hộ kiếp. Và ngoài cái tâm hữu phần ra thì tất cả những cái tâm khác gọi là hoạt thức. Thì bây giờ chúng tôi vừa đề cập đến quý vị là cái ở trong trong duy thức á, khi mà nói về A Lại Gia Thức, họ nói hằng mà chuyển ở đây là ở trong thắng pháp cũng đề cập đến các cái tâm tâm tiềm thức này đó. Nó hằng tức là nó giữ nguyên một cái trạng thái, một cái trạng thái từ kiết sanh thức cho đến tâm tự, giữ nguyên một trạng thái, chúng ta gọi là hằng. Chuyển có nghĩa là nó cũng sanh diệt trong từng sát na, chứ không nên hiểu rằng có một thứ tâm mà nó tồn tại hoài không sanh diệt. Nó có sanh diệt nên gọi là chuyển, nhưng mà hằng tức là nó cứ giữ một cái trạng thái, một cái phiên bản. Điều này là điều mà tất cả chúng ta rất cần, rất cần để nhớ về khi mà chúng ta nói về tâm tâm nói về về tiềm thức. Thì mặc dù quý vị nghe từ đầu từ siêu cũng như chúng tôi nhắc đi nhắc lại 2-3 lần đó là kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức, ba cái chữ tâm, ba cái vai trò khác nhau, nhưng mà nó đều là một thứ tâm, nó là một thứ tâm quả. Quý vị mình phải nhớ ở một điểm này, đó là cái kiết sanh thức thì nó chiêu cảm cái gọi là sanh nghiệp, và cái tiềm thức
nó chiêu cảm cái gọi là tri nghiệp, và tử thức thì nó chiêu cảm cái là đoạn nghiệp. Ba cái đó khác nhau nha, không không nên hiểu rằng một loại tâm giống nhau thì nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói sanh nghiệp, thì trong cái kiết sanh thức nó tạo ra điều kiện là chúng ta sanh ra cha là ai, mẹ là ai, người Việt Nam, da vàng, tóc đen, sanh trong gia đình như vậy, vân vân. Thành ra cái sanh nghiệp nó lại nó là một yếu tố quyết định rất là lớn đến cả cái kiếp sống sau này. Nhưng mà cái sanh nghiệp đó có tồn tại, có duy trì được hay không là do cái tri nghiệp. Thì cái tri nghiệp này nó chiêu cảm qua cái mà chúng ta gọi là tiềm thức. Ví dụ như có người sanh ra trong một gia đình giàu có, thượng lưu, có người hầu hạ, nhưng mà cái tri nghiệp nó yếu quá đi. Thành ra họ chỉ sống được 3 tuổi, 5 tuổi rồi chết, chết yếu. Thì sống sung sướng mà không sống không có lâu. Hay hoặc giả là ở trong cái tử thức, chúng ta nói cái tâm tử, thì nó cũng chiêu cảm cái nghiệp gọi là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là kết thúc một đời sống. Một người sanh ra trong cảnh quá khổ, như cảnh địa ngục, nhưng mà do cái phước báo đời trước, do nó cắt đoạn ngang, thì sanh trong địa ngục chỉ có 7 ngày thôi, và sau 7 ngày thì chết đi, sanh về cõi khác. Thì có cái đoạn nghiệp ở trong kiếp sống đó. Thì chúng ta để ý thấy cái sanh nghiệp, cái tri nghiệp và đoạn nghiệp đó, thì nó chiêu cảm lên cái gọi là kiết sanh thức, tiềm thức và tự thức, ba cái khác nhau, mặc dù nó cùng là một trạng thái tâm. Thì chúng tôi có đề cập là bởi vì tâm quả nó là một cái phiên bản của tâm thiện, và một phiên bản vui được, giống như chúng ta nói là copy, nó khác với original vậy đó. Thì nó là một cái phiên bản mùi được, và nó tồn tại giống nhau ở trong kiếp sống, cho nên chúng ta rất là khó nhận nó. Mình chỉ có thể cảm nhận một điều là khi chúng tôi thỉnh thoảng gặp quý Phật tử đó, có những đứa trẻ, có những đứa trẻ nó sanh ra đời, cái mặt của nó rất là vui vẻ, hớn hở. Nhưng mà rồi có những đứa trẻ mặt mày của nó thì rất là bình thản, thì mình có thể cảm nhận được nó sanh bằng tâm thọ hỷ, nó sinh thọ xã, và cái tiềm thức của nó thọ hỷ thọ xã về thôi. Chứ rất là khó để chúng ta nhìn biết được cái tiềm thức mình nó là cái gì. Hay là ở trong đời có những người rất là thông minh và rất là bén nhạy trong cách suy nghĩ, trong cách phản ứng, nhưng mà có những người khác thì lại không có thông minh, rất là khó để suy nghĩ điều gì. Thì mình biết rằng cái tiềm thức có ly trí mà hợp trí. Hay hoặc giả là có những người chậm, có người danh, thí dụ vậy. Tiềm thức là vô trợ hữu trợ. Thì theo trong Thắng Pháp á, những người vị nào mà cái tiềm thức bằng có cái tâm gọi là hợp trí, đi với trí tuệ, đó là tâm quả mà tịnh hảo rồi, như dục giới tịnh hảo hay sắc giới thay vô sắc á, thì vị đó mới có cái khả năng chứng thiền và chứng đạo quả được. Còn vị nào mà sinh vào tâm quả ly trí, thí dụ như là tâm quả ly trí dục giới tịnh hảo, hay là tức là nói tâm quả vô nhân, hai cái tâm kiểm tra đó, thì khi mà không có cái cơ sở trí tuệ đó thì không đắc thiền và đắc đạo quả được. Thì bây giờ quý vị hỏi rằng, ủa cái tiềm thức nó không liên quan gì đến hoạt thức mà, tại sao hoạt thức nó lại bị ảnh hưởng bởi cái tiềm thức như vậy? Thì xin thưa rằng cái ảnh hưởng đó chúng ta gọi là ảnh hưởng của tiềm chất. Tiềm chất, cái tiềm chất nó có ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nói một cách khác là cái tiềm thức có ảnh hưởng đến hoạt thức chứ không phải không ảnh hưởng. Bởi vì ở trong kinh nói rằng một cái vị mà tiềm thức là cái tâm ly trí thì không thể đắc đạo chứng quả được. Nó giống như bây giờ bình thường mình xây dựng căn chòi ở trên mặt đất á, thì dù cái chòi đó nó thế này thế kia thì mình không thấy nó nhiều, nhưng mà khi mình xây một cái nhà 2-3 tầng trên mặt đất á, thì nếu cái mặt đất đó nó cái chân đất nó không có rắn chắc như là mới đắp lên bằng sình bùn mới vừa khô chẳng hạn, thì căn nhà sẽ sụp, tại vì căn nhà nó càng lớn thì đòi hỏi cái nền nó phải
phải vững chắc. Thì cái gọi là đắc đạo chứng quả đó, nó là một cái cao điểm của trí tuệ, thì nó đòi hỏi một cái tiềm chất rất là tốt. Cái tiềm chất đó là phải có cái căn bản về trí tuệ. Về điểm này thì thứ vị nói theo nói cách hơi dài dòng, chi phối hơn nhiều hơn về sau, đoạn sau này chúng ta sẽ đề cập đến. Nhưng mà tiềm chất và tiềm thức và hoạt thức có một cái liên đới rất là mật thiết. Ở đây thì chúng ta cũng phải nói thêm về một cái từ ngữ mà ngài hòa thượng tân sự người gọi là phá quan gá, gọi là hồ kiếp. Lý do mà ngài gọi là hồ kiếp là cái tiềm thức của chúng ta, như chúng tôi nói, đó là cái chiêu cảm của tri nghiệp. Và cái chiêu cảm của tri nghiệp này đó, nó có cái quyết định liên quan đến cái tuổi thọ, liên quan đến kiếp sống của con người. Mỗi một chúng sanh sanh ra đời đó, thì chúng tôi biết là thức dương cho danh sắc. Thức là thức tái sanh, và danh sắc ý thức là nó biểu hiện cái chủng loại của tái sanh của chúng ta. Cái chủng loại, thí dụ chủng loại con người thì sống trên dưới 100 tuổi, hay là mình sinh là con rùa. Dạ, thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sư phụ đã rớt mai rồi, sư sư phụ. Chưa, quý vị có nghe lại được không? Xin lỗi quý vị nghe lại được không? Chị vâng. Quý vị biết là hồi xưa đó là cái iPhone nó không giống như bây giờ. Ngày xưa cái iPhone là mình khi nào mà mình mở cái wifi thì nó mới mở wifi, còn khi tắt wifi thôi. Còn bây giờ cái iPhone thì tại sao mà nó tự nó mở cái wifi, và khi nó mở wifi thì nó lại nối kết với cái wifi mà không có net. Cái đó là một cái defect rất là lớn của cái iOS bây giờ. Có nhiều khi đang đi dọc đường, đang làm việc, nó nối mà nối ngang xương, mà nối vào những cái wifi mà không có net. Cái đó cái rất là quái dị của cái iOS, mà không biết tại sao. Ví dụ lâu lâu chúng tôi cũng phải chỉnh, phải tắt lại, và phải tắt cái wifi lại. Kỳ cục. Thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta nói đến cái gọi là tiềm thức hay là pháp quan gá, thì nó có một cái vai trò là chiêu cảm cái gọi là tri nghiệp. Sanh nghiệp là một lẽ, mà tri nghiệp là một lẽ, mà đoạn nghiệp là một lẽ khác nhau. Mình nhớ ba cái đó khác nhau. Ví dụ như là mình sanh ra làm người nam người nữ, sanh ra ở trong gia đình này gia đình kia, sanh ra ở trong cuộc sống này cuộc sống khác, nhưng mà không có nghĩa là mình sanh ra rồi thì mình sẽ như vậy. Không phải mình sanh là hoàng tử thì mình sẽ mãi mãi là hoàng tử đâu. Cứ sanh là hoàng tử rồi cái trì nghiệp nó không có, tới chừng vài ba tuổi rồi mình chết đi, chết yếu chẳng hạn, thì cái trì nghiệp không còn. Để quý vị nhớ, có cái sự phải có cái trì nghiệp, và dĩ nhiên có sanh nghiệp trì nghiệp thì nó lại có cái đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp mình chấp là cắt gan. Thật ra cái gọi là tiềm thức đó, là cái biểu thị của trì nghiệp.
Và do biểu thị trì nghiệp đó nên nó duy trì kiếp sống. Và cái sự duy trì kiếp sống của trì nghiệp đó khiến cho Ngài thực sự Ngài dùng cái chữ gọi là hộ kiếp. Hộ kiếp, chữ hộ kiếp ở đây có nghĩa là duy trì cái kiếp sống hay gìn giữ kiếp sống, gọi là hộ kiếp. Hòa thượng Minh Châu á, thì thật ra hòa thượng dịch cái chữ gọi là hữu phần phá quan cá, thì hòa thượng, chúng tôi cũng phải thưa với quý vị một điểm là hòa thượng Minh Châu á, ngày xưa hòa thượng cũng từng nói rằng hòa thượng học thắng pháp với Ngài Cách Sắp. Ngài Cách Sắp là vị viện trưởng của Học Năng Đa, Ngài chỉ học có bốn cái chương đầu thôi. Thật ra nếu quý vị nhìn thấy trong thắng pháp là yếu luận mà hai tập, tập 1 và tập 2 đó, thì cái tập 1 có chú thích dài hơn, tốt hơn. Nhưng mà tập 2 thì lại không có chú thích nhiều. Nhưng Hòa Thượng Minh Châu sau này Hòa Thượng dịch cái thắng pháp đó, thì Hòa Thượng dịch dựa trên ngôn ngữ, dựa trên từ vựng nhiều hơn là dựa trên ý nghĩa. Dựa trên ý nghĩa thì ở đây Hòa Thượng cũng dịch dựa trên từ ngữ phá quá là hữu. Chữ hữu ở đây có thể là nghiệp hữu hay sanh hữu. Nhưng mà chữ phá quá ở đây tức là chỉ cho cái sự hiện hữu hay tới đời sống, chỉ cho sanh hữu. Và ăn gá tức là cái thành tố. Thành tố tức là nói lên cái thành tố của sự hiện hữu. Ở đây tức là chỉ cho sự sống, chỉ cho sự tồn tại của chúng ta. Thành ra Hòa Thượng Minh Châu là hộ kiếp. Xin lỗi, tâm hữu phần. Tâm hữu phần, tâm khó hiểu, mà tâm hộ kiếp thì tương đối chúng tôi nghĩ khó hiểu. Và chúng tôi chọn cái gọi là tiềm thức. Cái tiềm thức ở đây đó, nó mang nhiều ý nghĩa là nó là một thứ tâm thức tiềm tàng, nó đối lập với hoạt thức. Và cái tiềm thức ở đây đó, theo cái danh từ tâm lý học của Tây Phương và tâm lý học nói chung đó, thì nó cũng mang cái ý nghĩa là một cái thứ tâm muội được tiềm ẩn phía sau. Thành ra chúng tôi dùng cái chữ tiềm thức hơn. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị là ba thứ tâm, tâm hộ kiếp, tâm hữu phần và tiềm thức đều để chỉ, và chúng ta nên biết về cái chữ phá quan cả. Chỉ cho ở tại đây. Quý vị, bây giờ thì chúng tôi muốn nói sang một cái khía cạnh mà nó hơi ngoài đề một chút. Đó là cái gọi là tàng thức hay a lại gia thức ở trong nhiều thức học. Như chúng tôi có đề cập một lần trước đây, đó là trong nhiều thức học thì có đề cập đến bát thức và tám thức. Chúng ta gọi là bát thức quy vũ tùng. Đó là một tác phẩm của Ngài Huyền Trang. Thì trong bát thức thì các vị ngoài nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là ba sáu thức rồi. Thêm hai cái thức gọi là mạt na thức và a lại gia thức. Ở đây chúng tôi không có thời giờ để nói về tám thức này, nhưng mà riêng về a lại gia thức, theo Phật giáo Bắc truyền và được quý thầy bên Bắc Tông hay dùng tới, mặc dù có nhiều khi quý thầy dùng, quý thầy nói thì quý thầy nói cho có nói thôi, chứ thực ra thì quý thầy cũng không có dựa đào sâu vào duy thức. Các thầy chỉ nói là tăng thức, tức là cái thức mà nó lưu lại, nó giữ lại những cái gì mà thuộc về quá khứ. Nó tương tự như là chúng ta nói về ký tính và ký nhớ, hay là nó chứa những cái tạp niệm, nó chứa bao nhiêu thứ. Thì thật ra cái tàng thức gọi là cái gìn giữ lại đó, như là trường hợp là mình học mà tiếng, bây giờ giống như sư Nguyên Thông học tiếng Pháp, theo các vị giảng về tàng thức là bình thường thì mình không phải là xài tiếng Pháp, thì cái khả năng mà học tiếng Pháp nằm ở đâu, thì các vị nói cái khả năng tầm học tiếng Pháp nó nằm ở trong một cái gọi là tàng thức, giống như chúng ta gọi là cái bộ nhớ. Bộ nhớ gọi là a lại gia thức, thì cái đó không được nói trong thắng pháp. Thắng pháp không có nói rằng những cái gì mà chúng ta nhớ về quá khứ nó nằm ở trong một cái bộ nhớ. Ví dụ một bộ nhớ là 500 gig hay là 1 terabyte, 4 terabyte ở trong, tại vì cái trí nhớ chúng ta có rất là nhiều, thì
Thưa quý vị, trong trong Pali, trong Pali, trong Tam Tạng Kinh Điển thì có đề cập đến một số cái trạng thái mà chúng ta nhớ về quá khứ. Thứ nhất là mỗi một cái tâm đều có một cái gọi là tưởng quẩn, tưởng quẩn là nhận thức, nhận ra, nhận là nhận ra, tại vì đã từng biết, bây giờ nhận ra, thức là biết, nhận thức tức là gọi là tưởng, tức là biết do đã từng biết, gọi là tưởng. Và giờ biết do đã từng biết gọi là tưởng. Ví dụ như quý vị nhìn thấy cái đồng đô la 20 đô la mới biết là đây là tiền Mỹ, tại vì mình đã từng biết như vậy. Bây giờ mình nhìn thấy, mình nhận biết cái đó, cái biết của tưởng. Và chúng ta cũng có một cái ngoài cái tưởng ra thì chúng ta cũng có thể biết bằng bằng thân lực. Ví dụ như là mình tu thiền có được cái túc mạng thông, nhớ được nhiều cái quá khứ. Dạ, cái đó là do một cái thần thông chúng ta nhớ, nhớ về cái quá khứ. Và chúng ta cũng có một cái, không hẳn là trí nhớ hoàn toàn, mà nó là do cái thói quen. Dạ, thói quen. Cái thói quen ví dụ như là một người đã từng làm một công việc gì ở trong quá khứ liên quan đến toán học, liên quan đến âm nhạc, hay liên quan đến ngành nghề gì đó, mà nó tạo thành một sự quen thuộc. Về đời này cái thói quen đã lặp lại, thì do sự thân quen đó chúng ta sẽ đi vào thế giới đó rất nhanh, làm rất nhanh. Thì người đó chúng ta gọi là thường thân ý duyên, hay thường cận ý duyên, là do có thói quen. Thì trong kinh điển Pali đó không hề nói đến một cái bộ nhớ, mà nó đi song hành trong đời sống. Dạ. Nhưng mà trong kinh điển Pali có nói đến pha quan cá. Dạ, có nói đến cái tiềm thức. Và cái tiềm thức này đó nó luôn luôn mang cái đặc tính đó, không hẳn luôn luôn. Dạ, không hẳn luôn luôn. Đối với người khổ, người lạc đó, thì cái tâm gọi là, tâm gọi là tiềm thức đó, nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác với cái nhân. Nhưng mà đối với người nhị nhân và người tam nhân đó, tức là nhị nhân và tam nhân đó, thì cái tâm gọi là tâm tiềm thức nó lại là lưu lại cái dấu vết của quá khứ. Hồi nãy chúng tôi có dùng cái chữ là một phiên bản, và tâm quả nó là một phiên bản của tâm thiện. Thì bởi vì nó là phiên bản á, thì nó có lưu lại một số, mặc dù không có rõ nét, mặc dù mờ nhạt, nhưng mà nó lại lưu lại với một số nét của quá khứ. Ở đây chúng ta gọi là nó lưu lại với tất cách một phiên bản, chứ không phải là nó giữ lại một cách thường xuyên. Chúng tôi rất là sợ quý vị hiểu lầm là chúng ta có một cái chip hay là một cái flash memory card mà mình bỏ tất cả vào trong cái đó, thì cái nhỏ thì chứa ít mà cái lớn thì chứa nhiều, và đi đâu chúng ta cũng mang theo. Giống như tiềm thức thì cái đó nó là làm việc trên phương diện vật lý thôi. Trên phương diện tâm thức thì nó mới làm việc như vậy. Dạ, bên chuyện tâm thức thì lấy ví dụ như là mình sinh ra bằng cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, đó nó là cái kết quả của một cái tâm thiện ở trong quá khứ. Dạ, tâm thiện trong quá khứ thì cái tâm này, cái tâm quả này đó, nó có cái trạng thái giống như tâm thiện. Dạ, tức là nó cũng thọ hỷ hợp trí vô trợ, và nó chỉ tồn tại trong một kiếp sống. Dạ, khởi đầu kiếp sống là trong kiếp sanh và tới tâm tử, và sau đó đó cái tâm tục sanh của kiếp sau đó, tâm kiếp sanh kiếp sau, nó có thể là một thứ tâm khác. Dạ, đây là một điểm khác biệt giữa A Lại Gia Thức và tiềm thức trong Abhidhamma. A Lại Gia Thức thì nó chỉ là một thứ tâm, một chúng sanh từ đời quá khứ cho đến tương lai thì nó chỉ là A Lại Gia Thức thôi, cho đến khi nào mình tu thì nó biến thành đại viên cảnh trí. Nhưng mà khi mà mình chưa tu tập thì nó tồn tại từ kiếp này kiếp khác. Ở đây nó không có. Ở đây là quý vị nhớ rằng tâm tiềm thức
xin lỗi, kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức đó, nó chỉ có giá trị trong một kiếp sống. Khi một kiếp sống mới bắt đầu đó, thì cái gọi là kiết sanh thức có thể một kiết sanh thức khác, một loại tâm khác. Và chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong những câu chuyện tiền thân, có kiếp ngài Xá Lợi Phất sanh làm con khỉ, thì lúc con khỉ ngài sanh bằng trong chúng ta tâm một cái tâm kiết sanh thức khác, nhưng mà từ cái kiếp con khỉ mà chuyển sang thanh kiếp làm bị phạm thiên, lập kiếp người, kiếp người sanh là phạm thiên, phạm thiên sanh xuống làm người đó, thì mỗi một kiếp như vậy là cái kiết sanh thức là khác và cái tiềm thức khác, chứ nó không phải là nó miên viễn, không phải là suốt cái dòng luân hồi thì có thứ tàn thức nó luôn luôn có mặt, giống như là trong trường hợp chúng ta nói về A Lại gia thức trong duy thức học. Chúng tôi xin được nhắc tất cả quý Phật tử một điểm khác khi mà chúng ta đề cập đến cái tiềm thức và hoạt thức này, là chúng tôi nói cái tiềm thức thì nó rõ nét nhất là lúc chúng ta ngủ thức rất sâu, không có chiêm bao, ngủ rất sâu chúng ta rơi vào trong tình trạng tiềm thức, thì nó tạo nên một số cái hiện tượng. Ở trong đó có hiện tượng thư giãn, ví dụ như trong đời sống của chúng ta mà mình có những chuyện lo lắng buồn phiền, nhưng mà được ngủ, ngủ một giấc sâu, thì khi mình ngủ mình trở về với cái trạng thái tiềm thức đó, thì tất cả chúng ta là con người thì đều có cái tiềm thức là tâm, tâm quả tốt hết. Có, hoặc là tâm quả nhị nhân, hoặc tâm quả tam nhân thôi. Tâm quả nhị nhân, tam nhân. Thì nếu chúng ta trở về với cái tiềm thức mà là tâm quả thiện, xin lỗi, tâm quả tịnh hảo đó, thì cái tâm quả tịnh hảo đó, đó nó là một thứ tiềm thức tốt, một thứ tiềm thức bằng tâm tốt đó, thì nó giúp cho cơ thể chúng ta thư giãn rất là nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta có cái hiện tượng là đôi khi mình ngủ, ngủ xong thức dậy thấy khỏe hơn. Tại vì khi mình ngủ mình cho phép cái tiềm thức nó trở lại. Nó trở lại cái nó trở, thì khi cái tiềm thức trở lại, có nhiều người mình ngủ không phải mình nghĩ là do cái thân mình nằm yên thì mình khỏe, nhưng mà thật sự khi mình ngủ mình cho phép cái tiềm thức nó trở lại, và cái tiềm thức đó là một thứ tâm tốt đó, nó giúp cho các thần kinh mình thư giãn nhiều. Thành ra khi mình ngủ thì nó thức dậy thấy nó khỏe hơn, và đôi khi mình đang phiền cả ngày nhưng ngủ thức dậy mình cảm thấy cái tâm mình đó, tâm trí mình nó thảnh thơi, nó thư thái hơn, là cũng là do mình trả về với trạng thái là tiềm thức. Và cái tiềm thức này nếu nó là tâm, chắc chắn nó là tâm quả tốt đó, thành ra thường thường giấc ngủ nó lại tốt cho chúng ta rất là nhiều. Thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng tôi muốn nói về cái tiềm thức phá quan giác. Và chúng tôi rất là tiếc đó, là trong cuộc đời chúng tôi có hai lần chúng tôi đã từng đề nghị với hai vị sư đi học để biết luận án tiến sĩ, ở một ở Thái Lan, một ở Ấn Độ đó, viết về cái tiềm thức phá quan giác trong đạo Phật, nhưng mà cả hai vị này đều không làm, mặc dù chúng tôi có đưa ra rất nhiều gợi ý. Tiềm thức là một đề tài lớn, chúng tôi đã phá quan giác đề tài lớn, khi mình học thắng pháp đó, đừng coi thường về điểm này. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh điểm này? Tại vì có rất nhiều vị học coi thường, chúng ta bỏ qua, chúng ta nói rằng ồ cái này nó chỉ là cái tâm tâm tiềm thức, nó chỉ là cái tâm bụi lược thôi, nó không phải là hoạt thức. Nhưng mà thật ra cái hoạt thức nó rất là quan trọng, nơi đời sống thì tiềm thức quan trọng như vậy. Và khi một người mà học thắng pháp mà biết học đó, thì không thể coi thường, không thể bỏ qua được, tại vì cái pháp quan giác đó cho chúng ta biết rất là nhiều điều. Lẽ ra thì có vị nào đó mà viết về một cái luận án tiến sĩ mà nghiên cứu về điểm này, đó là một đề tài lớn. Đây là dĩ nhiên là trong bài học này thì chúng tôi không có đi đủ hết tất cả những khía cạnh đó, nhưng mà với kinh nghiệm là quý sẽ thấy rằng nó là một phần rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái phần nói chuyện hôm nay về phá quan giác, và để thỉnh thượng tọa Từ Siêu tiếp tục giảng.
Và sau đó nếu có thời giờ thì chúng ta sẽ trở lại có phần thảo luận liên quan đến Pháp Quan Giác. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu xin được hỏi Thượng Tọa có đang có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa tiếp tục cho bài giảng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được? Dạ, kính cung trình Thượng Tọa Từ Siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Lẽ ra cái tâm làm việc tục sinh bất sinh thí, tâm hộ kiếp phá quan giác và cái tâm tử chưa kiếp chưa tác làm việc, ba cái này chúng ta học chung một buổi cũng được. Bởi vì nếu như tục sinh bát thí sanh thí hay là kiết sanh, chúng ta nói một buổi học cũng còn có chuyện để nói. Qua đến Pháp Quan Giác, một buổi học chúng ta còn có việc để nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái phần sự chú tí cho nắng ở đây, cái chữ cho ná nó có hai chữ. Ở đây chúng tôi không nói cái cho ná này. Cho ná này là động lực. Trong cái ná này là động lực. Còn cái chữ trong cái ná này là sự chết. Cho cái đấy này là sự chết. Thì đối với cái tâm tục sinh bất thí sanh thí, vì đó là quả thức, hiện hữu có mặt do duyên, do hành làm duyên, cho nên phát sanh lên quả thức. Quả thức đó chúng ta gọi là bất thí sanh thí, viññana hay là kiết sanh thức. Thì một trong 19 tâm quả nó sẽ làm cái việc gọi là bất thí sanh thí kiết chát. Cái nhiệm vụ của nó là kiết sanh, tức là tái tục. Chữ sanh thí có nghĩa là tục, có nghĩa là nối. Chữ sanh thí có nghĩa là nối lại sanh hữu này
nối lại cái sanh hữu cũ và cái sanh hữu mới, nối lại cái sanh hữu thì như vậy vừa sanh thí. Nhưng mà chữ lại đó, nối lại đó, thì chữ bất tí, tiếng đồng ngữ bất tí, thì như vậy mới gọi là tái tục. Tục là nối, như tục đoan là nhận hại là mối nối. Do đó chúng ta phải hiểu được cái từ gốc Pali á, thì chúng ta mới thấy rằng xưa các vị dùng từ, các vị cũng nghiên cứu và làm sao để dịch cho nó sát với từ Pali. Thì cái tâm mà Pati sanh thí, tâm nào mà làm việc tục sinh Pati sanh thí ngay cái sát na đầu của kiếp sống thì gọi là Pati sanh thí. Nhưng cũng là tâm đó nó tái khởi lại với cái sát na thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến suốt trong thời gian gọi là Pavatikala, tức là thời bình nhật. Thì cái đó chúng ta đổi tên, chúng ta không gọi Pati sanh thí nữa, mà chúng ta gọi nó là Pha Hoa Gá. Chúng ta gọi là Pha Hoa Gá. Cũng giống như, cũng là người đó, Nguyễn Văn A, nhưng mà hồi mới sinh ra đó, thì gọi là đứa bé sơ sinh. Rồi sau khi nó được 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi trở đi đó, thì gọi là thiếu nhi. Rồi nửa cuộc đời, cái khoảng giữa cuộc đời thì gọi là thanh niên hay là thanh nữ. Rồi cho đến khi cái tuổi già gọi là ông cụ hay là bà lão. Chúng ta gọi tên có cái sự khác nhau từng giai đoạn, nhưng mà cũng là cái thứ tâm đó. Vậy thì cái tâm tử của kiếp sống này cũng là cái tâm tái tục của kiếp sống này hồi trước. Và ngay trong đời sống hiện tại chúng ta, nếu như không có những cái tâm hoạt thức hay là những cái tâm khách quan để bắt cảnh sắc tinh khi vị xúc bệnh pháp, không có lộ ngũ lộ ý, lộ tâm ngũ môn, lộ tâm ý môn, thì lúc bây giờ nó trở lại, nó rơi vào cái pha quan gá, mà ở đây thì người ta đánh gọi là tiềm thức. Thật ra chữ tiềm thức chúng ta lấy nghĩa thôi, chứ chúng ta không thể dịch của cái chữ pha quan gá được. Và ở đây đó, thì Thượng Tọa Đức Đẳng với chúng tôi có sự thỏa thuận với nhau là Thượng Tọa trình bày ví dụ pháp trong một ý nghĩa thường thức để các Phật tử chúng ta dễ hiểu, dễ nắm bắt. Còn về phận sự của chúng tôi thì chúng tôi trình bày theo cái ý nghĩa của thắng pháp, ý nghĩa cốt lõi của thắng pháp. Bởi vì cái truyền thống từ xưa học đã là như vậy, và do đó chúng ta chịu khó, nó nghe nó hơi khô khan chút, nhưng mà cái đó sau này khi mà có người họ biết về thắng pháp Abhidhamma và họ hỏi chúng ta, thì chúng ta trình bày thắng pháp mới đúng nghĩa là thắng pháp. Do vậy quý vị đừng có ngạc nhiên vì sao giữa chúng tôi và Thượng Tọa Nhất Đẳng lại trình bày thắng pháp, nó có hai cái chiều hướng khác khác nhau.
Thì trở lại vấn đề thưa quý vị, chúng ta nên nhớ một điều là tục sinh bằng tâm nào thì đời sống bình nhật, cái tâm hữu phần cũng là tâm đó. Và kết thúc kiếp sống này, tâm tử cũng là cái tâm quả đó, cũng là tâm quả đó. Ở đây có một vấn đề mà chúng ta muốn nói thêm là thưa quý vị, bình thường những cái tâm khách quan như là tâm khai môn, khai ngũ môn, khai ý môn, rồi tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức, tâm thức thâu, tâm quan sát, tâm phân đoán, vottapanna, tâm động lực, tâm na cảnh, thì biết sắc, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc của hiện tại, hoặc là ý thức giới thì bất cảnh pháp. Bây giờ chúng ta hỏi rằng là nếu thế thì cái tâm quả tục sinh và cái tâm quả hậu kiếp nó bất cảnh nào? Thì thưa quý vị, theo trong Avitamathasaka thì giải thích cái tâm quả này nó do cái nghiệp lực đời trước tạo ra lúc lâm chung. Nó sẽ có ba cảnh nó hiện ra, một trong ba cảnh hiện ra, tức là cảnh nghiệp gọi là Kamma, hoặc là cảnh nghiệp tướng Kamma Nibbata, hoặc là cảnh thú tướng Gương Gát Tiếp Nibbata. Cảnh nghiệp ở đây tức là một người trong đời sống thường ngày, trong đời sống bình nhật, họ đã quen làm cái công việc gì, thì khi giờ phút lâm chung cái cảnh về cái việc làm đó nó khởi lên, nó chi phối tâm, ám ảnh tâm, cái này chúng ta gọi là nghiệp Kamma. Thí dụ như về thiện, một người đã quen tu tập hành thiền thì trong giờ phút đó họ thấy như là họ đang đi, đang lên trên chánh điện hoặc là ở trong phòng thiền thất và họ đang hành thiền. Một người hoặc là họ thấy họ đang bố thí cúng dường đến chư tăng. Nếu như bình nhật mà họ đã làm cái việc đó nó thường xuyên, cái đó gọi là cái cảnh nghiệp, nghiệp thiện. Còn cái cảnh nghiệp bất thiện, thí dụ như một người họ quen sát sanh, quen trộm cắp, đến giờ phút lâm chung thì nó trạng lại, họ thấy họ đang đi sát sanh, họ đang trộm cắp vân vân, thì như vậy gọi là cái cảnh nghiệp bất thiện nó sẽ tràn lại. Còn có người thì cảnh nghiệp không có tràn lại nhưng mà nghiệp tướng nó tràn lại, cầm bán niệm bất ta. Nghiệp tướng nó tràn lại là như thế nào? Ở đây thưa quý vị,
Một người họ quen làm những thiện nghiệp như cúng dường bông hoa đến Đức Phật chẳng hạn, thì giờ phút đó họ thấy nhiều bông hoa, nhiều hình Phật ở trước mặt họ, thì như vậy cái cảnh tượng nào mà nó liên quan đến nghiệp thì cảnh tượng đó được gọi là nghiệp tướng. Còn như một người làm ác, thân họ thí dụ như họ sát sanh, trộm cắp v.v., thì nếu không chặn lại cái cảnh sát sanh, cảnh trộm cắp, thì họ sẽ thấy nghiệp tướng, như là họ thấy con dao dính đầy máu, hoặc là họ thấy những cái tăng vật mà họ vừa trộm cắp được v.v. Thì như vậy gọi là nghiệp tướng. Cầm ánh niệm bích, cầm ánh niệm bích ta. Còn nếu như trong giờ phút lâm chung cận tử mà cảnh nghiệp tướng không có hiện khởi, thì lúc bây giờ còn có một cái cảnh thứ ba nó sẽ hiện khởi, đó là thú tướng, gati nimitta. Chữ thú ở đây đó, chữ gati có nghĩa là cái nơi, cái chỗ, chứ không phải là cái con thú, thú vật. Thí dụ như khi người ta nói vui thú điền viên, tức là một người họ chán cái cảnh quan trường, họ không muốn làm quan ở trong triều đình, họ đi về cái miền thôn quê ở ẩn, họ chỉ vui với cái cảnh ruộng vườn, thì gọi là vua thú điền viên. Chữ thú ở đây có nghĩa là cảnh. Chúng ta nói thiện thú và ác thú, tức là cái cảnh tái sanh tốt và cảnh tái sanh xấu. Thiện thú tức là nhàn cảnh, còn ác thú tức là đọa cảnh. Thì ở đây thưa quý vị, người mà làm thiện nhiều á, cái tâm của họ bình thường, tâm thiện thơ thới, thoải mái, an lạc trong thiện pháp, thì giờ phút cận tử, giờ phút lâm chung, thì họ sẽ thấy những cái cảnh sáng sủa, sang trọng, như là cảnh đền đài, đền tháp vân vân. Họ thấy những cái cảnh giống như là cõi chư thiên vậy đó. Hay là họ thấy cái cảnh nam thanh nữ tú đi dập dìu trên đường phố vui cười, thì cái đó là cảnh thú ở cõi người. Còn như chúng sanh mà tạo ác nghiệp nhiều, thì giờ phút đó họ thấy lửa cháy bao vây họ, hoặc là họ thấy có những người đầu trâu mặt ngựa dữ dằn đi đến cầm hung khí, cầm chĩa ba để mà đâm họ con vật. Hoặc là họ thấy cái cảnh âm u ở trong một khu rừng rậm, hoặc là họ thấy cái cảnh điêu tàn của tha ma bộ địa và dân, thì cái đó được gọi là thú tướng, nó liên quan đến cái ác nghiệp và nó sẽ ám ảnh người này chết sẽ làm ngạ quỷ, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh vân vân. Chúng tôi nhắc ba cái hiện tượng này đó, hiện tượng giờ phút lâm chung, để nói rằng là ba cái hiện tượng này
nó ám ảnh trong giờ phút lâm chung của đời sống trước, để một người có thể sanh về cõi trời hay là cõi nhân loại. Và đồng thời chính ba, một trong ba cái hiện tượng đó, nó sẽ là cảnh Aramana cho cái tâm hộ kiếp, cho cái tâm hộ kiếp ở kiếp sống này. Vì thế cho nên một người mà tục sinh bằng cái tâm quả thọ hỷ hợp trí, dục giới, quả dục giới thọ hỷ hợp trí, thì người này với những cái cảnh tốt như là nghiệp, cảnh nghiệp hay cảnh nghiệp tướng hay cảnh thú tướng, nó sẽ trạng lại, trạng lại. Thì ở trong đời sống của người đó, lúc đầu người đó cũng cảm thấy phấn khởi, cũng cảm thấy hân hoan, cảm thấy yêu đời. Còn một người khi mà họ không có những cái hiện tượng, cái cảnh này trạng lại, thì ở trong đời sống bình nhật của họ, khi tâm hộ kiếp mình nó sanh khởi, thì người này chỉ bắt cảnh đơn thuần, một cái cảnh nào đó, một trong ba cái cảnh mà nó hiện trạng trong đời sống quá khứ, nó không có, nó không có mạnh mẽ và cũng chẳng có cái mãnh lực gì, nó không có mãnh lực gì. Thì ở đây cái câu hỏi được đặt ra đó là tâm khách quan luôn luôn, tâm sanh khởi luôn luôn biết cảnh. Vậy thì cái tâm tái tục, tâm hộ kiếp và cái tâm tử bất cảnh gì? Thì ở đây xin thưa rằng cảnh đó là cái cảnh quá khứ nó trạng lại, một trong ba, tức là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Đó cũng là một vấn đề mà nó mới lạ mà người Phật tử chúng ta khi mới vừa học ví dụ pháp, chúng ta nghe trình bày thì chúng ta cảm thấy khó hiểu. Là bởi vì như tâm nhãn thức thì chúng ta nói cảnh của tâm nhãn thức là cảnh sắc, cảnh của tâm nhĩ thức là cảnh thinh, tỷ thức là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì chúng ta nghe chúng ta dễ hiểu, nhưng mà cái tiềm thức của chúng ta mà nói đến cái cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng, thì cái trường hợp này là chúng ta không thể, chúng ta không thể mường tượng ra được, không thể hiểu được. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta vẫn phải học để chúng ta biết cái điều này, nó sẽ giúp cho chúng ta là đi song song với chú giải khi mà các ngài giải thích cái vấn đề này. Và thưa quý vị, cái tâm hộ kiếp của chúng sanh ở trong bốn đời ác đạo, như là người khổ địa ngục, người khổ địa ngạ quỷ, người khổ xuất bằng sanh, người khổ Atula, thì họ tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện thọ xả. Do đó cái tâm hộ kiếp của họ, phá quan giác của họ vẫn là, cũng là cái tâm quan sát quả bất thiện thọ xả. Và cái tâm tử của đời sống họ cũng là tâm quan sát quả bất thiện thọ xả. Ở loài người của chúng ta, là cõi vui, cho nên chúng ta tục sinh bằng cái tâm quả thiện. Nhưng mà có những loài người tục sinh bằng cái tâm quả thiện, tức là quan sát quả thiện thọ xả. Cái tâm quan sát quả thiện thọ xả đó cho sanh làm người lạc phu nhân, Ahetuka, Bokala. Họ cũng thuộc về Sukhati, tức là lạc, là người lạc ở trong cái cõi lạc.
nhưng mà họ sanh là người, họ có thể bị khuyết điểm, bị khuyết tật từ ở trong trong bụng mẹ, từ thời tục sinh, tức là khuyết tật về mắt, khuyết tật về vị, về khứu giác, về vị giác, vân vân. Cho nên họ mù, họ điếc, họ câm lặng từ ở ở trong bụng mẹ, gọi là bẩm sinh đó. Thì cái này nó thuộc về lạc là phu nhân. Thật sự cái người có học nhiều pháp đó, nếu những ông thầy thuốc mà ông nói rằng ông chữa được cái người không biết nói đó, thưa quý vị, cái ông này chắc có lẽ là giỏi hơn Đức Phật. Vì Đức Phật không bao giờ Ngài nói, Ngài nói là Ngài chữa được cái đó, là bởi vì cái nghiệp của chúng sanh khi mà đã sanh làm người lạc phu nhân thì phải chịu thôi, tức là không có chữa được. Còn nếu như mà cái sự câm, sự điếc đó mà do cái rủi ro, cái tai hại, cái tai nạn xảy ra ở trong bụng mẹ, do người mẹ ăn cay uống đắng, hay là bị té ngã vân vân, rồi sanh ra đứa bé có khi nó bệnh mà nó bị mù, hoặc là nó bị điếc, bị câm, thì trong trường hợp này thì không phải do nghiệp thì còn có thể chữa được. Chứ còn nếu mà do cái nghiệp tạo ra cái tập làm cái người lạc phu nhân thì cái này chữa vô phương, vô phương chữa. Và thưa quý vị, một người mà tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện thọ xả thì trong hậu kiếp của họ cũng bằng tâm đó, mà khi mà kết thúc cái đời sống của họ cũng bằng cái tâm đó. Còn như một người tục sinh bằng cái tâm quả dục giới hữu nhân, tức là tám tâm đại quả, một trong tám tâm đại quả Maha Vipaka chứ tám, thì họ tục sinh bằng tâm đó. Người trong thời Bình Nhật họ cũng tục, họ cũng tâm hộ kiếp bằng tâm đó, và tử cũng bằng tâm đó. Rồi ở đây thưa quý vị, đối với các vị phạm thiên cõi sắc giới hữu tưởng, hay là phạm thiên cõi vô sắc giới, cũng có cái tâm tái tục, tâm tiến sinh thí, và cái tâm hộ kiếp phá quan gá, và cái tâm tử chú tiên chích tá cho vị đó, chính là những cái tâm quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền, tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thứ vô biên xứ, tâm quả vô sở xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ, là những tâm đó nó làm việc tục sinh rồi hộ kiếp rồi tử luôn. Thì chúng ta nắm được một cách cơ bản như vậy đó, là chúng ta sẽ không có, sẽ không có quên được. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói đến những cái phận sự của tâm, tức là những chức năng của khí chá của tâm, thì ở đây chúng ta đề cập đến ba cái phận sự, hay là ba cái chức năng, tức là tục sinh, hữu phần và tử. Thì ở đây chúng ta cần phải ghi nhận được như vậy đó, để rồi những cái buổi học khác chúng ta sẽ học các cái phận sự trong đời sống bình nhật, phận sự của tâm trong đời sống bình nhật. Có lẽ là bây giờ thì chúng tôi dừng lại ở đây, sau khi chia sẻ với quý vị được 30 phút. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đẳng trở lại điều học cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính chừng thư thật thật sự. Bạch thư thật thật sự, nhưng chúng ta đang nói về tâm hộ kiếp hay là tiềm thức. Và chúng ta cũng nói về cái sự chiêu cảm của nghiệp lực đối với kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức. Thì cái cảm nhận mà chúng ta đọc về cái tiềm thức này đó, nó là một thứ gì đó mà mình gần như mình không có thay đổi được. Dạ, hoàn toàn không thay đổi được. Tại vì về cái tâm kiết sanh thức, về cái tâm tiềm thức, về tâm bên chung là chúng ta không, cả ba cái đều không thay đổi được. Thì cái câu hỏi mà đặt ra ở tại đây đó là đối với cái quả của nghiệp quá khứ, dạ, giữa nghiệp quá khứ mà đối quả nó như hiện tại đó, thì những gì mà chúng ta có thể thay đổi và những gì chúng ta không thay đổi được. Tại vì có nhiều người hiểu nghiệp như là một định mệnh, thì một định mệnh gọi là đã an bài rồi thì không, là bất di bất dịch, không thay đổi được. Thì nếu chúng ta nhìn vào các cái thứ tâm này đó, thì chúng ta quan hệ cho biết rằng cái gì mà chúng ta có thể thay đổi được và cái gì chúng ta không thể thay đổi được. Kính cung thỉnh Thưa Tòa. Kính bạch Thưa Tổng Đức, kính thưa quý vị, cái tâm dị thục, tức là tâm quả của nghiệp thức ấy. Thì cái tâm dị thục quả này là không thay đổi được. Hễ nghiệp dị thời, tức là tâm thiện hay tâm bất thiện, một khi nó đã tạo ra dị thục quả thì đó là như vậy. Cũng như khi mà sanh nghiệp chánh thức cao cầm mắt, nó tạo ra cái bất thiết sanh thiết ở tâm nghiệp, nghiệp bất thiện đó, thì anh tạo ra bất thiết sanh thí là tâm quả bất thiện, quan sát quả bất thiện. Còn hễ mà nó tạo ra cái nghiệp thiện mà nó tạo ra cái thiết sanh thức đó, thì nó tạo ra cái tâm quả thiện tốt. Thì như vậy, thí dụ như cho dù Đề Bà Đạt Đa ngay trong đời sống hiện tại, ông cô ta có làm những cái việc tội lỗi như là chia rẽ tăng, làm thân Phật chảy máu chẳng hạn, nhưng mà cái đó là do cái hoạt thức trong đời sống bình nhật, tức là cái tâm khách quan làm việc. Còn khi mà ông ta ngủ, Đề Bà Đạt Đa khi mà ngủ thì cái tâm hộ kiếp phá quan giác vẫn là cái tâm quả thiện tâm nhân như thường. Chúng ta cũng nên lưu ý điểm này là Đề Bà Đạt Đa lúc ban đầu có chứng thiền xuất gia, xong mình chứng đắc thiền. Một người mà chứng đắc thiền như vậy chứng tỏ rằng người đó tục sinh bằng cái tâm bát thí sanh thí là thí sanh tức là tam nhân, tức là vô tham vô sân vô si. Thì ông ta hiện tại sau đó ông ta làm các ác nghiệp, nhưng mà cái tâm hộ kiếp vẫn là cái tâm đại quả hợp trí, và khi chết cũng bằng cái tâm đại quả hợp trí.
nghĩa là không có thay đổi được cái này. Nhưng mà cái mà chúng ta thay đổi được đó là trong đời sống hiện tại, khi mà quả bất thiện nó sanh khởi làm cho chúng sanh bị đau khổ, thì một người làm các cái việc thiện mạnh hơn thì như vậy nó sẽ lấn nước, sẽ không cho cái nghiệp ác nó trị nghiệp ngay trong hiện tại, như là thấy nghe ngửi nếm đụng bằng cái cảnh xấu, nó giảm bớt cái đấy đi. Chúng ta gọi đây là cái sự chướng nghiệp hay là đoạn nghiệp thiện. Chúng ta lấy cái nghiệp thiện, như Đức Phật ngài dạy rằng, dạy trong Ốc Cú Kinh, ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Người ta cho rằng cái nhiễu quá khứ là một định mệnh đã an bài, cho nên bây giờ sống trong sự khổ thì phải chấp nhận cái sự khổ đó hoài hoài như vậy. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, đồng ý là cái tâm tục sinh tâm hậu kiếp mình không thể sửa khác đi được. Nhưng mà cái sự thọ lãnh những cái cảnh bất hạnh, những cảnh xấu, như cảnh sắc, cảnh thính khí, cảnh vị, cảnh xúc mà thuộc nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân, thì bây giờ khi mình làm các cái hạnh lành, mình có thể bớt được. Thí dụ như một người trong đời quá khứ, một là do họ tạo ác nghiệp cướp giật tài sản của người khác, hay là bỏ đói bỏ khát người chúng sinh khác, người đó ngay trong hiện tại bị mang cái nghiệp, tức là họ bị mang quả là họ phải bị đói khát khổ sở. Nhưng mà không có nghĩa là không sửa được. Người đó nếu ý thức được thì ngay trong hiện tại người đó cố gắng xả tài, có tâm rộng mở, hoan hỷ trong cái việc bố thí, thì khi mà người này dùng cái hạnh lành như thế thì cái quả đối khác đó, của cái nghiệp ác ở trong quá khứ nó giảm thiểu sanh khởi. Và nếu mà cái sự bố thí cúng dường đến một vị, một bậc giải thoát xả thiền diệt, như là một vị A-la-hán già thả xả thiền diệt, mới xả thiền diệt sau 8 ngày rồi ngài đi khất thực và cúng dường cho người đó, thì cái người nghèo khổ này tức khắc ngay trong chiều hôm đó là họ được cái quả dị thục phát sanh, là họ sẽ giàu có, như là người thợ làm hoa Sumana, hay là người thợ cài Punna. Tất cả những người này là những người ngày hôm qua còn nghèo khổ đói khát, nhưng mà họ lại nhịn bữa ăn, họ hoan hỷ, họ cúng dường đến tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực, hoặc là họ cúng dường đến ngài Mahakasapa, vân vân, các ngài xả thiền diệt ra rồi đang đi khất thực, cúng dường như vậy thì tức khắc chiều ngày hôm đó là họ có cơ hội họ trở thành một đại đại bá hộ Mahasati.
Chúng ta chuyển nghiệp là chúng ta chuyển như vậy, chớ không thể chuyển, không thể sửa đổi cái tâm tục sinh, hồi kiếp là tử được. Bởi vì cái tâm tục sinh phát thí sanh thí, hãy tục sinh bằng cái tâm quả nào thì đã tục sinh rồi, thì xem như là cái tâm đó nó diệt mất đi, không thể sửa. Mà hãy tục sinh bằng tâm nào thì do cái quy luật chứ tánh ni do má, cho nên cái tâm hộ kiếp cũng phải là tâm đó nó trạng lại, rồi đến lúc lâm chung cũng bằng cái tâm đó. Cho nên cái này là chích tánh ni do má, tức là tâm cố nhiên không có sửa đổi được. Còn chúng ta sửa ở trong đời sống chúng ta, tức là chúng ta sửa đổi cái vận mệnh xấu, bị đau nhiều, sống nhiều đau khổ, chúng ta có thể làm các cái việc phước để lấn lướt cái ác nghiệp đó, cái ác quả đó, để chúng ta sống được an vui, vượt khỏi cái sự nghèo khổ, hay là vượt khỏi cái yếu tử, vân vân. Là do nhờ cái nghiệp lành mà mình làm trong hiện tại, gọi là Payuka Sambati. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, là có cái sửa được, có cái không sửa được là như vậy. Nam Mô Thầy. Sa thuộc cái trường Sư Thuật Thư Sư. Bạch Sư Thuật Thư Sư, chúng ta nói về cái ảnh hưởng của tâm lý đó. Không biết thường tạo nghĩ rằng nếu một người mà họ tục sinh bằng tâm thọ hỷ, tức là cái tiềm thức của họ bằng tâm thọ hỷ đó, thì cái khả năng để mà xua tan những cái ưu phiền, phiền muộn, bất mãn trong đời sống đó, nó có nhiều hơn là một vị tục sinh bằng tâm thọ xả không? Lấy ví dụ như có những người mà trong đời sống họ hay buồn, họ hay có nhiều khi gọi là mẫn cảm đó, ai làm gì chút buồn họ buồn hoài, thì nếu mà họ sanh làm tâm thọ hỷ, tục sinh tâm thọ hỷ, tiềm thức của tâm thọ hỷ đó, thì cái khả năng mà đẩy lùi những cái ưu phiền đó nó có nhiều hơn và cái người tục sinh bằng tâm thọ xả không? Xin kính thỉnh trường đoàn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái điều này cũng khó nói một chiều được. Vì chúng sanh mà bị sầu muộn ở trong cái cuộc sống, nó có nhiều cái nguyên nhân. Có thể là do cái thường cận y duyên ở trong quá khứ. Người này sống nặng về cái tâm phiền muộn, cho nên ngay trong hiện tại hễ gặp chút gì phiền phức thì họ cũng sẽ có cái sự phiền muộn, họ không có vui. Cái điều thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai khiến cho họ sanh tâm phiền muộn là do ảnh hưởng phiền não ngay trong hiện tại, bởi vì họ không có sự khéo tác ý, cho nên khi mà họ gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng thì họ liền tức tối, phẫn nộ, và họ sống bằng cái tâm phiền muộn là bởi do không có sự khéo tác ý.
Còn về cái người mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ hay thọ xả đó, để rồi cái tâm hộ kiếp của họ cũng thọ hỷ hay thọ xả, thì trong trường hợp này cái xác suất mà ảnh hưởng ngay trong đời sống hiện tại vui hay là buồn thì cái này nó cũng ít thôi thưa quý vị. Chúng ta cũng khó nói lắm, bởi vì chúng ta gặp một người thường có cái tâm tánh vui vẻ, ít giận hờn, thì chúng ta đoán chừng là do ảnh hưởng nơi cái tâm hộ kiếp của họ là tâm hộ kiếp thọ hỷ, tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, cho nên bây giờ họ được như vậy. Thì cái người mà có cái tâm điềm đạm, có cái tánh điềm đạm, ít cười, và người có cái tánh vui vẻ, thế đó là chúng ta nói nó ảnh hưởng được, nó ảnh hưởng cái tâm tục sinh bằng cái tâm thọ ý hoặc là thọ xả được. Nhưng mà cái chuyện mà ngay trong hiện tại mà người này có tánh hay giận hờn hay phiền phức, cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái thọ xả của cái tâm hộ kiếp á. Vì tâm thọ xả và thọ ưu nó khác nhau. Mà cái vấn đề người một người hay giận hờn hay phiền phức hay phiền toái đó, hay ưu phiền, cái này nó ảnh hưởng chỉ có hai cái nguyên nhân, là do cái thường cận y ở quá khứ, cái tánh họ buồn phiền vậy nó quen rồi. Hai là do trong hiện tại họ gặp cảnh bất tội nguyện nhiều và họ không có sự khéo tác ý, thành ra họ để cho cái tâm sân nó sinh khởi, lâu ngày cũng bắt đầu khởi lên cái sự phiền muộn, lúc nào trên nét mặt cũng không có cái niềm vui, lúc nào họ cũng cảm thấy bị phiền toái ở trong lòng, mặt dào dào như vậy. Thì thưa quý vị, nó tóm lại là cái việc mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ hay thọ xả, để rồi cái tâm hữu phần thọ hỷ hay thọ xả đó, nó ảnh hưởng cái sắc thái của người đó ngay trong đời sống hiện tại là vui hay là trầm. Còn cái vấn đề mà một người thường có cái sự ưu phiền hay ít có sự ưu phiền, cái này là nó ảnh hưởng cái chuyện khác, là do thường cận cái duyên ở quá khứ hay là do hiện tại họ có sự khéo tác ý hoặc không khéo tác ý, yoniso manasikara hoặc là ayoniso manasikara, như vậy thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi này. Bây giờ xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại. Sa thú, xin truyền chữ thọ tuệ siêu. Thưa vị, chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử là trên nguyên tắc chúng ta học về 14 cái chức năng của tâm đó, thì cả 14 cái chức năng này nó đều là những cái vai trò. Yeah, vai trò để làm một cái công việc gì đó. Và vì vậy khi chúng ta học cả 14 cái chức năng này đó, thì chúng ta không nên hiểu một cách đơn giản là nó chỉ có cho có mà thôi. Thật ra thì chúng tôi lấy ví dụ như là cái tâm tử hay tâm bền chung.
thì tức là nghĩ rằng ô mệnh chung đó chỉ là sự kết thúc của đời sống như vậy, khi mà cái tâm cuối cùng mà nó xảy ra, dạ tâm cuối cùng xảy ra thì nó gọi là tâm tử. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu không hết đâu. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta hiểu không hết, mặc dù đó là cái tâm cuối cùng, nhưng mà cái phần hành của nó rất khác với cái tiềm thức. Và cái tiềm thức á, nó cũng là một thứ tâm với tâm tục sinh, tâm kiết sinh, nhưng mà nó lại có một cái sự chiêu cảm nghiệp quả nó khác. Và dĩ nhiên là khi chúng ta học tới đó thì chúng ta sẽ thấy được tại sao nó dùng cái chữ đừng dùng chữ thích chá, gọi là phần hành. Và dĩ nhiên là như chúng tôi nói đó, mặc dù chữ kích chá nó gọi là chức năng, vai trò, phần hành, phận sự, nhưng mà chúng tôi không có dùng chữ phận sự, là tại vì đôi khi mình hiểu chữ phận sự mình nghĩ rằng do cái sự sắp xếp chỉ đạo chỉ định, mình là một nhân viên ở trong công ty, mình có phận sự gì đó là do sự chỉ đạo. Thì thực ra ở trên thực tế những cái này nó thuộc về sự thiết của tự nhiên. Như quý vị nghe từ đó từ siêu, hay chúng tôi thỉnh thoảng dùng chữ niyama, tức là cái định luật tự nhiên hay là cố nhiên ở trong cuộc sống, nó vận hành như vậy. Thành ra chúng ta không có dùng cái chữ phận sự như là một cái assignment, như assignment tức là một cái công việc được giao phó, được phó thác, mà trái lại nó chỉ ở trong một cái hoạt động như vậy. Cũng như là mình thấy đất và nước đó, nó có một cái chức năng là nó giúp cho cây sinh trưởng, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy phải có một ai đó mà chỉ đạo là đất phải làm thế này, đất phải làm thế kia. Cái đó là cái mà chúng ta hiểu về học về thiên nhiên. Thì trong 14 cái chức năng này, thực sự mà nói ra để hiểu rõ đó, thì hầu hết rồi, đều có những cái ý nghĩa quan trọng. Dĩ nhiên có những thứ mà chúng ta mất nhiều thời giờ một chút, và có những thứ mất ít thời giờ một chút. Ví dụ như những cái chức năng của kiết sinh thức, của tiềm thức, của tự thức á, thì chúng ta có thể học chậm hơn. Hay là của tâm xử lý, xử lý thì học chậm hơn, còn những cái khác thì học nhanh hơn chút. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng tất cả đều học qua loa, tại vì nó sẽ rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đào vào diễn trình của tâm thức, và sau khi mình học hết 6 cái khía cạnh quan trọng của tâm thức, thì quý vị sẽ thoải mái hơn nhiều khi mà học vào diễn trình của tâm thức. Chúng ta sẽ thấy dễ hiểu hơn, và mình cảm thấy khoan khỉ hơn để mình học những cái phần rất là ly chi, rất là vĩ mô, rất là tế nhị của tâm thức được trình bày qua thắng pháp. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử khi mà nghe chư tăng giảng đó, thì quý vị cũng sẽ lưu ý đến những cái khía cạnh về cảnh, về trạng thái và về sự chiêu cảm của nghiệp. Lấy ví dụ như là nãy giờ Thầy Đạo Thầy Siêu và chúng tôi có bàn với nhau về cảm thọ, thọ hỷ, thọ xả, hay là về nghiệp, sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp, đoạn nghiệp, hay là chúng tôi có bàn về cái gọi là nghiệp có thể sửa đổi được hay nghiệp không thể sửa đổi được. Thì không phải là vì dư thì giờ mà bàn, mà vì điều đó là cái mà chúng ta nên biết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như chúng tôi nói quý vị khi nãy đó, là trong đời sống của chúng ta có những cái nó cố định và có những cái có thể sửa chữa được. Thí dụ như là mình sinh ra là người Việt Nam, cha như vậy, mẹ như vậy, thì giờ này mình đâu thay đổi được. Nó là một điều cố định suốt cuộc đời mình như vậy. Nhưng mà rồi mình sinh ra là loài người, thì con người lớn lên, mình là ông A, là bà B, là người thiện, người ác, thì nó ảnh hưởng qua một cái tiến trình giáo dục. Tiến trình giáo dục đó, hoặc giả là mình đến trường, hoặc giả là mình tự học, hoặc giả là mình do ảnh hưởng một người nào đó đó, thì
quý vị thấy rằng trong cuộc sống nó có cả hai thứ, và có những thứ hoàn toàn không thể thay đổi, và có những thứ có thể chuyển qua để thay đổi được. Vì vậy, bảo rằng cuộc sống mà là hoàn toàn do theo định mệnh, do theo thiên mệnh, tức là nhất ẩm nhất trác gia do thiên định, hay nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, từ cái chân răng kẻ tóc đều là do cái số phận an bài, thì Phật học nói chung và Thắng Pháp Abhidhamma hoàn toàn không nói như vậy. Nhưng mà bảo rằng hiện tại mà độc lập với quá khứ hoàn toàn, không liên hệ với quá khứ, cũng là một điều sai. Bởi vì có nhiều khi có những cách nói đó, có những cách trả lời mà không thể nói hoặc là yes or no, hoặc là đúng hay sai, mà phải là phân tích. Dạ, đúng, có những trường hợp là chúng ta hoàn toàn thay đổi được. Ví dụ như là mỗi chúng ta sinh ra là người Việt Nam, da vàng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sống cả đời thì cái đó nó là một khởi điểm của đời sống, nó không thay đổi được. Nhưng mà hồi trước cái tính mình hay ganh tị, bây giờ mình nhờ học Phật Pháp, mình hiểu ra từ từ mình bớt đi tâm ganh tị, cái đó có thể thay đổi được. Thì chúng ta nên biết rằng cuộc sống nó chứa đựng cả hai. Dạ, nó chứa đựng cả hai. Có những thứ mà hoàn toàn không thay đổi, và có những thứ có thể thay đổi, và có những thứ có thể thay đổi ít, có những thứ có thể thay đổi nhiều. Và khi mình học, càng học thì mình càng thấy điều đó rất là rõ nét ở trong Tam Tạng Kinh Điển, dù là Kinh Tạng, Lục Tạng hay Thắng Pháp Tạng. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha. Kính tri ân Thượng Tọa Thiền Sư đã góp Phật vào trong cái buổi giảng Thắng Pháp hôm nay. Đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, sa thú lành thai, con tu được tỉnh hạnh thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Yeah.